một sát thủ bí ẩn kích động hai băng đảng xã hội đen khét tiếng là Hội Tam Hoàng và Yakuza của Nhật. Nhưng vì sao hắn ta lại làm như vậy? Cùng đón chờ xem bộ phim cuộc chiến khốc liệt với sự tham gia của hai nhân vật chính là Kiệt China và Anh Hói. Hai băng đảng mạnh nhất đó chính là Yakuza và Hội Tam Hoàng, đã từng hợp tác làm ăn cùng nhau. Tuy nhiên một trong hai bên phản bội đối phương, họ bắt đầu có những mâu thuẫn rong ruổi suốt 30 năm. Trong một lần Yakuza thuê một sát thủ khét tiếng và từng là cựu điệp viên CIA đến ám sát Hội Tam Hoàng, vô tình chạm mặt Kiệt China và Anh Hói, hai đặc vụ FBI cấp cao của chính phủ. Họ truy đuổi theo tên sát thủ đến một nhà kho ở bến tàu San Francisco, khu phục kích Anh Hói và định xử tử anh ta. Kiệt China xuất hiện kịp thời, bắn vào mặt Hu khiến hắn ta rơi xuống nước. Kiệt China tin rằng mình có thể giết chết tên sát thủ chuyên nghiệp. Đã có nhiều cuộc tàn sát xảy ra. Theo lời của Anh Hói, những kẻ nói đã giết được Hu, sau đó đều nằm trong nhà xác hết. Vào một buổi sáng, Anh Hói gọi đến cho Kiệt China, hỏi về tên gián điệp đã để lộ thân phận FBI của Kiệt China. Tuy nhiên, thông tin đó chưa hề được xác minh. Kẻ phản bội là ai vẫn còn là một ẩn số. Kiệt China cho biết sát Hu vẫn chưa được tìm ra. Có khả năng hắn ta đã bị trừ khử rồi. Họ tạm gác công việc qua một bên, hẹn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà của Kiệt China. Tuy nhiên sau đó gia đình của Kiệt China đột nhiên gặp biến cố. Thì ra Hu vẫn sống sót và hắn đã quay lại để trả thù. Kiệt China chứng kiến tên sát nhân hãm hại vợ con mình. Cả bản thân anh cũng không thể thoát khỏi. Ngôi nhà sau đó bị thiêu rụi. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra ba thi thể trong đống cho tàn. Anh Hói vô tình cùng vợ lái xe ngang qua nhà Kiệt China. Anh xông vào khu vực cấm với đặc quyền của FBI, nhìn mặt bạn mình lần cuối. Nhưng thực ra trong cuộc thảm sát này, Kiệt China vẫn còn sống. Anh ta đã trừ khử tên Hu thật sự. Sau đó đeo chiếc nhẫn của mình vào tay của Hu, phóng hỏa các nhà để không ai nhận dạng ra được những thi thể bên trong. Kiệt China lấy hộ chiếu và tài sản của Hu, phá hủy dung nhan của mình bằng axit. Sau đó tìm đến bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật lại khuôn mặt, làm sống lại một sát thủ Hu tàn nhẫn và máu lạnh. Từ đó anh ấp ủ kế hoạch trả thù cho gia đình mình. 3 năm sau Kiệt China dưới thân phận của Hu tái xuất, làm việc dưới quyền ông chủ của Hội Tam Hoàng, xuất hiện ở một địa bàn thuộc quyền quản lý của Yakuza và bắt đầu tàn sát những tên tay sai của băng đảng. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và tinh vi, khiến người khác không thể nào lường được. Sau tàn canh của vụ thảm sát, Anh Hói hiện là đặc vụ đứng đầu, lực lượng đặc nhiệm tội phạm châu Á của FBI có mặt tại hiện trường. Anh ta cẩn thận kiểm tra xung quanh, phát hiện ra một vỏ đạn nằm dưới đất. Nhận ra đây chính là loại đạn mà Hu thường dùng trong các vụ ám sát. Tại bến tàu và nhà của Kiệt China, Anh Hói quyết tâm truy lùng Hu và trả thù cho đồng nghiệp đã khuất của mình. Anh theo đuổi vụ án đến nỗi bản thân bị ám ảnh. Mọi hoạt động cá nhân của anh đều bị xáo trộn. Anh Hói thức dậy khi nhận được cuộc gọi từ vợ. Cô nhắc nhở Anh Hói về trận đá bóng đầu tiên của con trai vào thứ sáu tuần sau. Nhưng trong đầu anh chỉ có hai chữ trả thù. Nhắc đến chuyện tìm kiếm hung thủ, vợ của Anh Hói vô cùng phản đối. Nhưng những gì Anh Hói đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Anh đi đến trụ sở làm việc, đưa cho đồng nghiệp toàn bộ hình ảnh về kẻ sát nhân. Trong thời gian qua cứ định kỳ 6 tháng một lần, Hu đều đi gọt mặt để thay đổi hình dạng. Đồng nghiệp của anh không ngừng thắc mắc vì sao Anh Hói khẳng định đó là Hu. Trong khi trước đây hắn từng làm việc cho Yakuza, theo những gì mà Anh Hói đã điều tra. 30 năm về trước ông Shiro, lãnh đạo của Yakuza đã từng thảm sát cả gia tộc Lee là lãnh đạo Hội Tam Hoàng. Sau đó ông ta lấy hết báu vật gia truyền của ông Lee, dùng toàn bộ thời gian từ lúc đó cho đến nay để bán chúng cho dân sưu tầm và bảo tàng. Hiện giờ chỉ còn hai pho tượng vàng, và ông ấy đang tìm người mua chúng. Mặc kệ mối thủ truyền kiếp giữa hai dòng tộc, Anh Hói khẳng định mục tiêu lần này anh cần xử lý đó chính là Hu. Sau khi thực hiện cuộc thảm sát, Hu quay về tìm gặp Lee. Ông ta đang rất chờ đợi con ngựa vàng quay về. Bấy lâu nay gia đình ông sống trong sự ô nhục, tất cả do sự phản bội của Shiro. Tối nay ông ấy phải lấy lại những gì đã mất. Khi Hu nhận lệnh đi lấy báu vật, Lee không tin tưởng hoàn toàn vào Hu vì anh từng là người của Yakuza. Ông đã phái hai sát thủ thân cận nhất của mình theo dõi Hu. Tại điền trang của Shiro, Nhật Bản, ông và con gái đang trao đổi về việc vận chuyển ngựa vàng đến Mỹ vào tối nay. Cô ấy sẽ phải đi giám sát vụ này, vì bản thân ông cũng không tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ người thân. Tại phố người Hoa ở Mỹ, Anh Hói tìm đến một nhà cung cấp thông tin mật của Cục Tình báo. Anh Hói được nhận vài tấm hình về những nhân vật có liên quan đến Hu. Một kẻ đã chế tạo ra loại đạn titan đặc trưng mà Hu sử dụng. Một bác sĩ thẩm mỹ đã ra đi trong tư thế tự sát bằng dao. Một bác sĩ khác bị cá sấu ăn thịt. Cả hai đều có chung một đặc điểm chuyên môn về tái tạo cấu trúc khuôn mặt. Tuy nhiên vẫn còn một bác sĩ khác hiện chưa rõ tung tích.
nghi vấn ông ta vẫn còn sống và đang lẩn trốn. Anh Hói rất chờ đợi thông báo về người bác sĩ này, dặn dò người cung cấp thông tin hãy gọi ngay cho anh. Nếu như ông bác sĩ đó xuất hiện, cuộc vận chuyển ngựa vàng từ Nhật đến Mỹ thành công. Mọi thứ đều được băng đảng Yakuza thực hiện cẩn thận. Hu đứng quan sát từ trên cao. Khi dàn xe vận chuyển báu vật vừa đi đến địa điểm giao dịch, cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Họ bắt buộc người bên trong phải ra khỏi xe để kiểm tra. Biết rằng phía sau mình được đại úy chống lưng, nên họ không hề phản kháng hay run sợ, nghĩ rằng đây chỉ là kiểm tra thông thường. Đại úy xuất hiện và nói rằng ông đang cần tiền ngay lập tức. Sau khi nhận lấy phong bì, tên sát thủ của hội Tam Hoàng liền xuất hiện, chết đám tay sai của Yakuza. Thì ra họ đã mua chuộc đội trưởng đội cảnh sát để cướp lại pho tượng vàng. Đoàn xe về tới nhà kho của ông Lee. Hu cẩn thận kiểm tra lại hai pho tượng trước mặt tay sai của ông ấy. Sau đó anh nhận được một khoản tiền thưởng khá khá vì hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Anh Hói đến hiện trường gây án. Từ những dấu vết để lại như khoảng cách giữa những chiếc xe, có thể họ đang hộ tống một thứ gì đó. Anh tin rằng đây là một vụ cướp. Những thi thể là đám tay sai của Yakuza, có súng nhưng lại để hết trong xe. Bọn tội phạm thường không sợ ai, ngoại trừ một đối tượng. Suy đoán vụ án này có liên quan đến cảnh sát, anh Hói đến gặp tên đại úy, một thế lực chống lưng cho Yakuza. Tuy nhiên đêm hôm đó ông đã phản bội họ, nhận tiền hối lộ của hội Tam Hoàng. FBI làm việc thì không cần biết đối tượng có là đại úy hay đại tướng. Anh buộc phải dùng vũ lực để đe dọa ông ấy khai ra toàn bộ sự thật đằng sau sự ra đi của cả đám Yakuza. Trong nỗi sợ hãi, đại úy nói rằng ông bị đe dọa bởi hội Tam Hoàng. Hắn nói trừ khử cả nhà ông nếu không giúp chúng thực hiện phi vụ lần này. Biết rằng ông ta sẽ gặp nguy hiểm vì là nhân chứng của hội Tam Hoàng và vừa là kẻ phản bội lại Yakuza, anh Hói đặc biệt đưa ông ấy vào chế độ bảo vệ. Tuy nhiên vừa ra khỏi cửa, ông đại úy đã bị ám sát bởi một khẩu súng giảm thanh. Anh Hói phát hiện ra tên sát thủ trên gác mái và anh đuổi theo hắn ta. Anh nhảy qua các tầng lầu, vượt qua cửa sổ giữa những tòa nhà để rút ngắn khoảng cách. Trong khi tên sát thủ đu cột điện xuống dưới, đột ngột bị anh Hói chặn đường. Hắn ngã vào một tấm kính của tòa nhà bên cạnh và sau đó tẩu thoát. Sự thất bại lần này của Yakuza đã khiến một vài cá nhân có suy nghĩ kích động. Chúng có ý định trả thù hội Tam Hoàng nhưng đã bị con gái của Shiru ngăn cản. Vì ông ta muốn tất cả phải án binh bất động, chờ đến khi có mệnh lệnh. Nếu ai dám tự ý làm sai, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả. Hu sau đó dùng một số điện thoại nặc danh, gọi đến gặp anh Hói để cung cấp thông tin về món hàng trong vụ cướp. Sau đó hẹn gặp anh Hói tại nhà kho số 16 trong vòng một tiếng nữa. Đây là nhà kho của hội Tam Hoàng, nơi đang cất giấu hai pho tượng. Anh Hói dẫn theo đồng đội đến nơi, phát hiện ra ông Lee cùng đám tay sai đều có mặt ở đó. Tuy nhiên sau khi mở cửa ra, bên trong chỉ có một mình Hu ở đó. Lần đầu đối mặt với tên sát thủ, cảm xúc của anh Hói vô cùng rối bời. Vì mối thù, anh Hói hỏi xem hắn có còn nhớ cái tên Kiệt China và cả gia đình anh ta đã bị hắn giết như thế nào không. Và về căn nhà mà hắn đã thiêu rụi, anh Hói tin vào trực giác của mình, đây chính là hung thủ. Nhưng anh lại không đủ bằng chứng để bắt người, càng không được phép nổ súng. Nén lại mối thù trong lòng, anh Hói thề rằng sẽ sớm kết thúc việc này vào một ngày không xa. Cuối cùng hành động của Hu đã lấy được lòng tin của Lee. Mục tiêu tiếp theo, hắn giả làm Yakuza, lái xe mô tô đến thách thức đám tay sai của hội Tam Hoàng. Cả bọn không chịu thua ai, càng muốn chứng tỏ bản thân với Yakuza, nên xách xe đuổi theo. Hu dẫn dụ người của hội Tam Hoàng vào địa phận của Yakuza, sau đó nói với đám tay sai rằng người của hội Tam Hoàng đang đến đây gây sự. Hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Trong đêm tối, một trận tàn sát đẫm máu xảy ra. Đám tôm tép cắn nhau ngư ông đắc lợi. Hu thản nhiên nhìn chúng cắn xé lẫn nhau. Sau đó anh đứng ra giết chết những kẻ sống sót còn lại. Hu cố tình kích động mối thù giữa hai tổ chức lên đến mức cao trào. Sau khi anh hạ gục tên tay sai cuối cùng bằng katana, không còn bất cứ nhân chứng nào sống sót. Sáng hôm sau, anh Hói đến hiện trường, nhìn thấy thanh kiếm Nhật. Anh tin rằng có dấu vết của Shiru nhúng tay vào. Họ bắt đầu hành động, chia người ra theo dõi các hoạt động và nơi trú ẩn của hai băng nhóm. Vụ thảm sát mất đi khá nhiều anh em của hội Tam Hoàng. Tên trợ thủ của Lee yêu cầu được trả thù cho người thân của mình. Tuy nhiên, ông Lee biết cảnh sát đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Ra tay trong lúc này chắc chắn sẽ tự rước họa vào thân. Lee vô cùng thất vọng trước sự ngu dốt của cấp dưới. Người ông tin tưởng nhất, đủ bản lĩnh giúp ông trong lúc này chỉ có thể là Hu.
ông ta giao tính mạng của vợ con mình cho Hu, nhờ anh bảo vệ họ. Mặt khác, sau lưng Lee, Hu âm thầm kích động trợ thủ của ông ta. Một người đàn ông có thể mất tất cả nhưng không thể mất danh dự, khiến lòng hận thù trong hắn nổi dậy. Tại phòng trà địa bàn của Yakuza, nơi đang được các đặc vụ FBI theo dõi đặc biệt, họ phát hiện một cuộc nổ súng. Người dẫn đầu là Hu, trợ thủ của Lee đến từ hội Tam Hoàng. Cộng sự lập tức gọi điện báo tin cho anh hói. Trong khi đó, bên trong đã xảy ra một trận chiến tàn khốc. Phía bên ngoài, cảnh sát cũng cố gắng ngăn cản. Khi anh hói đến nơi, anh và cộng sự cùng nhau xông vào và khống chế những người còn sống sót. Tuy nhiên, lúc này đám tay sai của hai băng nhóm đột nhiên bị trúng đạn, nghi ngờ đồng đội của mình đang bắn. Anh ta dừng lại, nhưng vô dĩ anh ấy không hề làm việc đó. Họ phát hiện từ phía bên kia tòa nhà có một tay bắn tỉa đang nhắm về phía bên này. Đồng đội bắn về phía tên sát thủ đang ẩn nấp để hù dọa. Trong khi anh hói đang cố gắng trấn giữ Hu, anh đồng nghiệp vì muốn hỗ trợ nên đã đến gần, vô tình bị một tên tay sai của Yakuza bắn trúng. Trong lúc hỗn loạn, Hu nhân cơ hội đó chạy thoát khỏi tay anh hói. Những tên Yakuza còn sống sót cũng nỗ lực hết mình tấn công anh ta. Một mình anh hói chống chọi với chúng. Ngay cả những người đầu bếp cũng muốn làm thịt anh hói. Cuối cùng lại bị anh cho đo ván. Tên trợ thủ đang hấp hối cũng cố với lấy cây súng trên bàn, nhưng anh hói đã dùng thanh katana ghim thẳng vào tay hắn. Sau đó anh tiễn hắn về trời bằng viên kẹo đồng ngay giữa trán. Ra đến ngoài thì anh hói gặp tên bắn tỉa thì quyết đuổi bằng được. Cuối cùng anh hói chơi trên sở trường mà vẫn phải dưới cơ của Hu. Sáng hôm sau, Hu báo cáo với ông Lee về vụ nổ súng tại phòng trà do Hu cầm đầu. Nở một nụ cười đắc chí, Hu quay về nhận nhiệm vụ lấy lại ngựa vàng cho Siru. Tiểu thư có lời khen dành tặng anh. Cô ấy còn yêu cầu anh làm thêm một việc. Đó là thảm sát gia đình Lee bao gồm vợ và con ông. Trong khi Hu đang thắc mắc về việc đó, anh ta nghĩ thủ tiêu Lee là đủ rồi. Sao phải làm hại đến vợ con ông ta? Nhưng Hu mà tiểu thư biết thật sự vốn là một kẻ máu lạnh, xử cả phụ nữ và trẻ con không hề chớp mắt. Cô ta yêu cầu hai tay sai theo để hỗ trợ, thực chất là theo dõi để chắc rằng Hu không làm sai mệnh lệnh. Lúc này người của anh hói đã giúp anh ta tìm ra. Tên bác sĩ đã giúp Hu phẫu thuật, thay đổi khuôn mặt. Trước sự đe dọa của anh hói, ông ta đành nói ra tất cả. Ông ta nói rằng ông từng nhận lệnh của chính phủ Mỹ, nhiều lần điều trị khuôn mặt của Hu trước đây khi anh ta còn làm CIA. Nhưng 3 năm trước Hu đến với khuôn mặt bị hủy hoại nặng, không còn nhận dạng được. Ông đã cố gắng xử lý các mô cơ thần kinh, tái cấu trúc xương mặt cho anh ta. Sau đó thì không còn gặp lại nữa. Ông nhận ra gương mặt trong tấm hình anh hói mang đến là do ông tạo ra, trở thành nhân chứng của vụ án. Ông bác sĩ cũng được đưa vào vòng bảo vệ đặc biệt của FBI. Tại nhà của ông Lee lúc này, khi ông đang nói lời từ biệt với vợ và con gái, không biết rằng bên ngoài đám ninja đã bao vây toàn bộ ngôi nhà của ông. Trong lúc Lee trở về phòng làm việc, lấy đi các hồ sơ thông tin tuyệt mật của tổ chức, ông đã bị Hu chĩa súng vào mặt. Hắn may mắn thoát chết trong vụ nổ súng và quay về đây để báo thù. Họ đã hy sinh cả tính mạng vì ông, đổi lại ông lấy họ ra làm con tốt thí mạng, mất tất cả anh em và gia đình. Lee thủ sẵn cây súng dưới ngăn bàn và bất ngờ tấn công Hu. Ông đã chậm tay hơn một bước, bị Hu bắn trọng thương. Lee nổ súng liên tục vào kẻ phản bội. Cuối cùng Lee đối mặt với Hu. Ông thất vọng vì lòng trung thành của Hu. Hu khẳng định rằng Hu thật đã đúng. Kẻ phản bội là Hu thật chứ không phải Kiệt China. Sau khi trừ khử Lee lấy đi ngựa vàng, Hu tìm đến phòng của vợ con ông ấy. Từ bên ngoài có thể thấy hai tên ninja đang trông chờ vào kết quả bên trong. Tiếng đạn bắn vang lên. Hu bước ra và khẳng định nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng cái mà Siru muốn chính là đầu của họ. Khi hai tên ninja định tiến vào trong, Hu đã cản lại và nói rằng chính tay anh ta sẽ làm điều đó. Nhưng đột nhiên Hu trở tay tấn công vào đám ninja, cướp lấy thanh katana. Hu lạnh lùng tàn sát hết tất cả,
không để bất kỳ ai sống sót. Tên cuối cùng ngã xuống dưới súng của Hu. Anh đi đến căn phòng và hỗ trợ đưa vợ con của Lee ra ngoài. Vì nhớ đến cái chết thảm khốc của vợ con mình, nên Hu không muốn làm hại họ. Cuối cùng anh để hai mẹ con tự lái xe rời khỏi nơi này. Phía cảnh sát đã lấy được hình chụp từ camera, phát hiện Hu phản bội lại Yakuza. Lúc này anh Hói mới nhận biết được âm mưu của Hu là làm cho hai bên tàn sát lẫn nhau. Tối hôm đó họ phát hiện một nhân vật quan trọng vừa bay đến Mỹ. Người đó chính là Siru. Ông đến để giám sát việc giao dịch ngựa với Hu và yêu cầu con gái quay về nhờ tiếp quản công việc ở đó. Một lúc sau anh Hói mang đến cho Siru những tấm hình chứng minh Hu là kẻ đã phản bội. Với hy vọng Hu trở thành mối thủ chung, ông ta sẽ thay mình xử lý kẻ sát nhân này. Đúng như kế hoạch, Hu mang hai chiếc vali đựng pho tượng ngựa vàng đến giao cho Siru. Ông ta khá hài lòng với nó và đồng ý trả tiền thù lao. Nhưng bên trong đó là những tấm hình tố cáo việc Hu đã để cho vợ con của Lee sống sót. Trong lúc đám tay sai áp giải Hu đi, Siru phát hiện ra vật mà Hu mang đến cho ông là đồ giả. Anh ta cũng bắt đầu có sự phản kháng với đám tay sai, thoát ra khỏi sự khống chế và tiêu diệt hết bọn chúng. Khi Siru vừa ra khỏi phòng làm việc với ý định đi tìm pho tượng và người nhà của Lee, Hu kích hoạt công tắc, khiến căn phòng của hắn phát nổ dữ dội. Nghe thấy chấn động mạnh, đám tay sai từ bên ngoài chạy vào tìm đầu lĩnh. Lớp sau bức tường, Hu nhẹ nhàng xử đẹp từng tên một. Siru may mắn thoát chết, nhưng ông ta phải đấu trận chiến sống còn cùng Hu, không hiểu vì sao lại bị phản bội. Đến lúc này, ông ta mới biết được thân phận thật sự của Hu. Và Hu đã nói rằng, ông đã sai lầm khi để một người sống sót trong vụ ám sát cả gia đình của đặc vụ Kiệt China. Trong trận đấu kiếm giữa hai người, Siru đặt một câu hỏi cho Kiệt China rằng chính anh Hói đã làm việc cho Yakuza, tiết lộ danh tính và địa chỉ nhà của Kiệt China cho Hu thật. Vì anh Hói mà gia đình Kiệt China phải trả giá. Trong cơn thịnh nộ của mình, Kiệt China tước lấy vũ khí, lôi Siru đi và dùng thanh katana chặt một nhát đứt đầu ông ấy. Quá sốc với sự thật bị anh Hói phản bội, Kiệt China chuẩn bị kế hoạch để đối diện với đồng đội của mình. Trước tiên không biết có thể sống sót quay về hay không. Hu gửi một trong hai con ngựa vàng thuộc về gia đình Lee đến cho vợ con ông ta kèm theo một thông điệp. Hãy tạo nên một cuộc sống mới. Con gái của Siru cũng nhận được một gói hàng với thông điệp tương tự và bên trong đó là đầu của cha cô. Trong khi đó, anh Hói nhận được tin của Roy về sự ra đi của Siru. Anh ta đã nói với đồng đội rằng, hãy rút chân đi còn kịp. Sau đó quay về văn phòng và thu dọn đồ đạc. Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hu, họ hẹn gặp nhau tại một nhà kho ở bến tàu, nơi lần đầu tiên họ đối đầu với nhau. Trước khi đến nhà kho, anh Hói phải nhớ đến sự giúp đỡ của Roy. Một tay súng bắn tỉa của FBI đã hỗ trợ anh trong suốt cuộc điều tra. Tại điểm gặp mặt, anh Hói và Hu chiến đấu với nhau trong một trận đánh tay đôi dữ dội. Với ý nghĩa người này là tên sát thủ đã giết chết Kiệt China, anh Hói cố gắng tấn công anh ta. Trong khi đó, Kiệt China nghĩ rằng anh Hói là kẻ đã phản bội mình, là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát cho gia đình anh. Kiệt China ra tay dứt khoát và không hề khoan nhượng. Cho đến khi anh ta tự tiết lộ với anh Hói về danh tính thật của mình, anh Hói vẫn không tin người này chính là Kiệt China, vì cơ bản giọng nói không hề giống người bạn của mình. Kiệt China khẳng định rằng bất cứ thứ gì dù có thể thay đổi nhưng ngoại trừ ánh mắt. Và khi nhìn sâu vào mắt của Kiệt China, anh Hói đã chấp nhận với sự thật này. Cả hai lao ra ngoài cửa kính, trong khi Roy đang dùng súng bắn tỉa và nhắm vào Hu. Anh Hói đã thừa nhận, anh ta đã bán thông tin cho Siru vì nghĩ rằng Hu đã chết. Họ muốn dạy cho Kiệt China một bài học. Suốt thời gian qua, anh Hói đã vô cùng áy náy, tức giận với bản thân vì cái chết của Kiệt China và gia đình. Anh ta muốn trả thù Hu và những người khác liên quan đến sự ra đi của đồng đội, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Cố gắng cầu xin sự tha thứ, nhưng người bạn của anh tự nhủ với lòng. Ngay lúc đó, chính anh Hói đã gián tiếp tiêu diệt Kiệt China rồi. Người bây giờ đối diện với anh Hói chính là Hu. Ngay khi Hu có ý định bắn anh Hói, tia laser của Roy nhắm thẳng vào người Hu. Trông thấy điều đó, anh Hói nhảy lên trước tầm nhìn của Roy, ngăn chặn phát súng làm tổn hại đến Hu. Cùng lúc đó, Hu bắn một phát súng và sau đó anh ta biến mất. Không ai biết anh Hói sau đó thế nào. Anh ta liệu có trả giá cho hành vi phản bội lại bạn bè hay không? Nhưng Kiệt China sau đó dưới danh phận của Hu, anh lái xe ra khỏi thị trấn. Bộ phim cuộc chiến khốc liệt đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các review tiếp theo.